như thường lệ, buổi chiều hôm nay gia đình mình xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sông VTV. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Thì chiều hôm nay gia đình mình cũng đi hai xe, mẹ của bé Phát thì chở bé Phát, còn mình thì chở Hòa Đạt. Thì chiều hôm nay gia đình mình sẽ đi xem lễ hội cúng đình Vĩnh Trạch nha. Thì đình Vĩnh Trạch này ở đây là ngang nhà mình. Mình ở bên xã Vĩnh Thành, còn bên đình là xã Vĩnh Trạch. Thì cái xã Vĩnh Trạch này là mình cũng có đi qua bên xã đó, bên chợ Cái Dồn đó, mình cũng có quay cho các bạn xem mấy lần rồi. Thì cái đình thì cách cái chợ khoảng chừng 500m. Thì mỗi năm một năm á là đình Vĩnh Trạch tổ chức một lần. Một lần là gặp vào những ngày là 11, 12, 13 tháng 2 âm lịch hàng năm ha. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên, là ngày 11, là ngày đầu tiên để tổ chức cái lễ hội hát đình. Thì cái ngày hôm nay là khoảng 12 giờ là xây xe chầu nha, làm lễ hội xe chầu gì đó, mình cũng không rành, là lễ hội cầu an. Rồi bây giờ mình mời các bạn theo chân hai chồng mình với hai cháu đi qua tham quan đình Vĩnh Trạch nha. Rồi bây giờ gia đình mình đã tới cái đình Vĩnh Trạch nha các bạn. Lễ hội nào cũng vậy, thì trước cửa đình người ta cũng có bán đồ trang trí, rồi bán đồ phộng, rồi bán bánh trái, bán quần áo, rồi bây giờ mình đi kiếm chỗ gửi xe coi. Lễ hội hát đình thì mà bà con mình á, rồi người ta là đây người ta mua bán rất là nhiều. Ở đây người ta bán thỏ kiển nè, xuống đường chiều đâu phát. Rồi mấy con thỏ nhìn thấy cưng quá, có mấy chuột kìa, chuột thấy cưng không? Nhìn thấy cưng á. Chỗ này thì gian hàng ẩm thực rất là bắt mắt. Đây có bánh tráng nướng nè. Hello. Ra đi gặp người quen luôn. Hello con. Chuẩn bị ăn bánh tráng hả? Bánh tráng nướng hả? Kia ba, kia ba đẳng muôn thỏ kìa. Thỏ với chuột gì nuôi. Hôm nay là ngày xế chầu nha. Rồi giờ này mình đã tới nơi trước cái đình này. Đặc biệt là chiết xuất từ những gì trái cây luôn an toàn cho thực phẩm, có đặc sản của Hàn Quốc. Rồi mình mời các bạn vô tham quan đình tí nha. Phía trước cổng đình có mấy con lăng, mấy em đang chuẩn bị vợt búa lăng. Ngày mai cũng rất là vui, mà ngày mai mình đi show rồi, mình không có quay cho các bạn xem. Sẽ tay sẽ chật. Rồi gì hả? Dạ tử giờ có hỏi thăm mấy giờ hát có giờ hát không? Hiện tại giờ này mới có 6 giờ khách đi cúng chữa đông nha. Đúng rồi. Đi, mình đi lại các bạn đi. Bạn cúng đâu đặng? Bạn lễ cầu an đó.
Nắm tay em con. Đây có danh sách ghi cái nghi thức lễ nè, là ngày 1, 13 giờ, rồi không biết giờ nào là xe chầu nha. Đây 1 giờ nè, cúng túc chết nè. Hồi năm rồi thì do tình hình dịch bệnh căng thẳng và phức tạp á, thì năm rồi ở đình không có tổ chức lễ hội, chỉ có cúng sơ sơ thôi. Năm nay thì đỡ hơn năm trước, là bà con ở quê mình là có chích ngừa vaccine thì cũng đỡ, bởi cũng có cho tổ chức lễ hội và cho bà con tới cúng đình. Lễ hội cúng đình ở đây đa phần là những người già đi cúng nhiều. Phần là bà con mình tới đây thì mỗi người là đem tới một mâm xôi nha, xôi hoặc là chè hoặc là bánh. Chắc bác không có thời gian mà xem hát hội rồi. Chỗ cái băng ghế chỗ này là để cho khách và người dân mình để chút xíu xem hát hội nha. Thác bộ trên đó đấy các bạn. Dạ cho em hỏi là bà thứ mấy? Ủa? Bà thứ Út ha. Nhà bà Út gần đây không? Hả? Nhà bà Út gần đây không? Gần đây. Dạ. Rồi năm nào bà Út cũng đi hết ha. Năm nào cũng đi. Dạ. Rồi năm rồi dịch bệnh mình có tổ chức không? Hình như là năm rồi đâu có tổ chức các bạn. Dạ năm rồi hình như là không có tổ chức, chỉ có cúng thôi. Dạ. Bà cho hỏi là cái ngày hôm nay là khoảng mấy giờ hát đình bà? Dạ chị ha. Dạ. Dạ. Chưa có kịp coi nữa là bà về ha. Dạ. Dạ mệt ha. Dạ. Cái chỗ sân khấu hát hội này là nằm trước cửa đền thờ nha các bạn. Đây. Mọi người cúng trong đây. Hiện tại là ở ngoài đang búa lăng ở ngoài phải. Bây giờ là nghe tiếng trống búa lăng không ạ? À? Thì từ bây giờ là hai chồng mình với hai cháu cũng đi vô trong đình đã cúng rồi. Rồi giờ gia đình mình đi ra ngoài nha.
cho các bạn xem là nghệ sĩ hát mỗi đây khoảng 6-7 năm trước á, thì ở đình có mời nghệ sĩ về để hát mỗi. Không biết năm nay có không nha. Lăng tiếng cũng hơi ồn ào các bạn, bởi gia đình mình cũng ra đây ha để hóng gió một tí. Ngày xưa là ba mẹ mình hay dẫn mình đi xem mắt đình lắm, miễn mà nghe ba mẹ mà nói là dẫn đi mắt đình là mừng lắm, mừng vui lắm, tại vì được xem người ta bán này bán kia và được mua đồ chơi khoái lắm. Rồi bây giờ gia đình mình đi đâu đây? Đi ăn kem. Ăn kem hả? Đây đây đây. Rồi gia đình mình hóng mát rồi, bây giờ đi xuống ăn kem nha. Ngày xưa là mấy cái gian hàng người ta bán đồ chơi, người ta có bán quạt này nọ nữa, vui lắm. Bán quạt rồi bán này bán kia nữa, nhiều lắm. Bây giờ công nghệ quá trời công nghệ rồi, bây giờ bán đồ chơi điện tử không ạ? Kem đây, kem đây, kem đặc biệt thơm ngon vô cùng hấp dẫn đây bà con ơi. Nào là kem cây, kem cuộn Thái Lan, kem được làm từ trái cây và sữa tươi nguyên chất. Càng ăn càng ghiền, càng ăn càng bao đủ mùi đủ vị. Kem dâu, kem vani, kem sô-cô-la, kem trà xanh, kem khoai môn, kem sầu riêng và rất nhiều loại kem khác. Ta nói mùa hè oi ước mà có ngay một cây kem để thưởng thức thì thiệt là ngon hết sức. Nhắn ta lên coi chú chị ơi, mãi vô, mãi vô, mãi vô. Hết sảy nhà bà Bảy luôn, đi đâu mà vội mà vàng. Dừng chân ghé lại gian hàng kem tươi, ăn vô mắt lạnh tỉnh người. Đưa em khuyến mãi nụ cười bán kem. Kem cây, kem cuộn Thái Lan đặc biệt thơm ngon tinh khiết, được làm từ trái cây tươi, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm. Càng ăn càng ghiền, càng ăn càng ngon. Ngon gì mà ngon hết sảy, vừa thơm vừa mát vừa giòn. Càng ăn càng ngon, càng ăn càng ngon. Ăn là ghiền, ăn là ghiền. Ăn mà ghiền thì ráng chịu, nhớ rủ bạn hiền cùng ăn nha cô chú chị. Trân trọng kính mời nha, kính mời. Cho em với mẹ ăn thử ơi. Quạt bằng 100 á. Dạ. Quạt đó là tốt. Dạ.
Dạ. Mua con khỉ nè, con khỉ nó vui hơn. Con khỉ này nó vui hơn rồi bác. Bác ơi, nhìn con khỉ nó cười rồi bác. 25.000 một trái Sida. Tên gạt đi chứ. Bác mua nào? iPhone hả? Rồi, mình lại hỗ trợ cho ấy á. Lại hỗ trợ. Mình về thôi, mình lại hỗ trợ cho phát xe ngựa. Với đảng mình đi chơi trò chơi. Gia đình mình cũng đã đi tham quan một vòng cái đình Đức Trạch rồi. Bây giờ cái phát đòi đi chơi, mình dắt lại chỗ hội chợ nha. Mời các bạn theo chân mình lại hội chợ nha. Vô cái chợ là chúng ăn may là mình có quà thôi, không có gì suy nghĩ hết. Đổ nước ngọt nữa hả? Trời ơi, chúng hai cái luôn cha, đúng không? Người đổ thấy mẹ không chúng cái nào đó, người chúng hai cái luôn. Đó, 20, còn làm gì đi? Dạ, 20 triệu chị đổ xuống vô cái chữ là chúng. Chị thích chỗ nào mình đổ chỗ đó. Đổ gì là 20 hả? Dạ đúng rồi anh, 20.000. Là 1.000 đúng không? Dạ, anh đổ hết cái này xuống luôn, nó vô cái nào có chữ là mình trúng, nó dễ chơi luôn. Đấy, anh phù em 11.950.000. Đổ không? À. Rồi, kiểm tra đi anh, vô cái chữ mới trúng nha. Dạ, cái này có bóng nhỏ nha, anh nhìn dữ nè, cái này mới được lớn nè. Rồi, chú bác trai may mắn luôn. Rồi, hết gấu rồi. Hết gấu con nhỏ giờ lấy cái gì đây? Đâu? Lấy con kia được không anh? Trời ơi, con có cánh luôn. Đây, đó, chúc mừng anh trai, đó không? Lấy heo kìa. Sáng mùa hồi chơi trò chơi, được chúc được con có bông. Rồi bây giờ gia đình mình đi tìm một cái chỗ ngồi để vào lô tô chơi nhé. Kìa bàn giữa kìa, bàn giữa kìa, bàn giữa kìa. Em đã đi rồi. Em đi tới những con đường mới bờ. Câu dân cha anh gửi quê hương một đứa
Kim Quyền, nghệ sĩ Lô Tô Cầu Cầu, nghệ sĩ Lô Tô Hồng Phúc, và đặc biệt hơn với sự có mặt của ngôi sao ca nhạc trẻ Lê Khang, và một chương trình khuyến mãi hoàn toàn miễn phí, đó là bao thư 2 triệu đồng, sẽ trao tay bà cô bác hoàn toàn miễn phí buổi tối hôm nay. Kim, Kim ơi,